Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay là một ngày rất tốt lành. Xin mời quý vị gọi ngay cho công ty Thẻ Xanh để làm hồ sơ bảo lãnh cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị em của quý vị. Hiện tại tất cả những chuyện đó vẫn bình thường. Số điện thoại 714-766-3345 hoặc website côngtythẻxanh.com. Chúng tôi rất chuyên môn về hồ sơ bảo lãnh vợ, chồng và fiancé, vì chúng tôi có rất nhiều văn phòng tại Việt Nam để giúp đỡ cho quý vị khi quý vị về tới Việt Nam. Xin quý vị đồng thời giao phó những hồ sơ bảo lãnh cần theo dõi, điều tra cho chúng tôi để chúng tôi giúp cho quý vị vui vẻ, thảnh thơi làm việc. Đồng thời chúng tôi cũng nhận những hồ sơ quốc tịch Mỹ, xin thẻ xanh ở là Mỹ, đổi thẻ xanh. Xin quý vị hãy tin tưởng vào tôi là Anthony Phạm, giám đốc điều hành công ty Thẻ Xanh, chưa bao giờ để cho quý vị bị lộ lã. Quyền xin Thiên Chúa ban phước trên hồ sơ bảo lãnh của quý vị để được may mắn và thành công.